em mắt cá đà. Gặp đô Nguyễn Thị Hoa đến từ Gia Lâm Hà Nội, ra mắt cá đà. Hello và sẽ hello phải xe đài. Đấy, các động tác xe đài theo đúng luật, luật đã quy định. Các bạn chuẩn bị. Hello xe đài. Vâng, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tới với lễ hội truyền thống Kinh Dương Vương để theo dõi một trận thi đấu ở nèo nữ. Đây là hội vật truyền thống Kinh Dương Vương được diễn ra vào ngày 16 tháng Giêng. Trọng tài điều khiển đó là trọng tài Du. Đây là môn vật dân tộc. Trận đấu được diễn ra giữa lữ đô Nguyễn Thị Mai của Quế Võ Bắc Ninh mang đai xanh và Nguyễn Thị Hoa của Gia Lâm Hà Nội mang đai đỏ. Lăng Kinh Dương Vương đặt tại xã Á Lữ, huyện Thạch Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nơi thờ Kinh Dương Vương và chúng ta được coi là thủy tổ của dân tộc Bách Việt. Lễ hội truyền thống Kinh Dương Vương được diễn ra trong ngày 16, 17 và 18 tháng Giêng hàng năm. Cũng có rất nhiều các trò chơi. Trong đó có bộ môn vật, bóng chuyền và một số trò chơi khác. Nội dung vật của lễ hội Kinh Dương Vương năm nay cũng có rất nhiều các giải. Trong đó có các giải của nam, các giải của nữ và có một vài trận thách đấu giữa nữ với nam. Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt. Cất võ. Trọng tài kiêm MC. Tạm nghỉ ít phút. Vâng, trong khi hai đô nghỉ, chúng tôi xin giới thiệu. Cũng xin thông báo tất cả các đô nam, hiện nay là chúng tôi sối của chúng tôi không còn khố vì các đô xé ra kết rồi. Vậy các đô đến tham gia phải chuẩn bị trang phục của mình, tất cả các cái trang phục của mình. Đô Nguyễn Thị Mai đến từ Quế Võ đang mang đai xanh, gặp đô Nguyễn Thị Hoa đến từ Hà Nội mang đai đỏ. Hai đô vào sân trận đấu tiếp tục. Vâng, trận đấu lại tiếp tục. Hai đô nam chuẩn bị trang phục. Liên tục để quý khán giả chúng tôi không phải chờ đợi.
bẻn hoặc khớp ngón tay. Nguyễn Thị Mai, nữ đô của Bắc Ninh, cũng là một nữ đô hết sức quen thuộc đối với chúng ta. Nguyễn Thị Hòa sang sau không thành công. Những trận đấu theo thể thức vật dân tộc, các đô thi đấu đều hết sức cẩn thận, bởi chỉ cần một sơ sẩy là có thể thua, nhấc nổi đối phương lên khỏi mặt thảm 30 cm và đánh ngã ngửa đối phương thì là sẽ giành chiến thắng. Đồ đều đang thi đấu rất tích cực. Nhiều khi trọng tài du cứ lẫn lộn giữa vật tự do và vật dân tộc. Bốc đôi. Của Nguyễn Thị Mai. Như vậy là Nguyễn Thị Mai đã thắng trận đấu này. Trọng tài rất vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các trận đấu tiếp theo.